Trời hơi trắng gì mà sáng như vậy? Đó không phải là Omo hay là bột giặt thay đâu, mà đó chính là Trefos Lighting, giải pháp chiếu sáng công nghiệp cao cấp đến từ Cộng hòa Séc châu Âu với hơn 30 năm kinh nghiệm, hiện diện 60 quốc gia. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn trong cái buổi triển lãm Smart City Asia lần này. Ở gian hàng của mình thì rất là đơn giản để thu hút khách hàng. Mình không cần phải càng trống rùm beng hay là mướn PC đẹp như là tiên nữ, mà mình chỉ cần bắt hai cái đèn Trefos Lighting là đủ hấp sáng cả khu vực rồi. Thì Trefos Lighting là một giải pháp công nghệ đèn chiếu sáng công nghiệp. Nói tới giải pháp chiếu sáng công nghiệp là phải nói tới độ bền, cái khả năng phát sáng, cái độ lumen cũng như là cái công suất phát sáng của nó. Thì Trefos Lighting là một trong những nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới về cái giải pháp chiếu sáng công nghiệp này. Vì giải pháp chiếu sáng công nghiệp bao gồm những gì? Dĩ nhiên là chiếu sáng là chỉ có cái đèn thôi, nhưng quan trọng là trong cái đèn cơ bản như vậy nó đã có bao nhiêu công nghệ nó tích hợp trong đó, đúng không ạ? Trefos Lighting độc quyền về cái giải pháp là chip LED Nanotica trên thế giới, giúp cho việc sắp xếp các chip LED, các cái phân tử ánh sáng ở trong cái thiết bị được diễn ra được thông minh nhất, dễ dàng, thông minh nhất, thuận tiện nhất và tiết kiệm nhất. Từ đó sẽ tiết kiệm lên tới 40% năng lượng so với các thiết bị khác, đồng thời là giảm thải 25% carbon ra ngoài môi trường, giúp đảm bảo môi trường. Rồi, Trefos Lighting thì đạt được rất là nhiều chứng nhận chứng chỉ, bởi vì là giải pháp chiếu sáng công nghiệp mà, thì các chứng nhận chứng chỉ là một trong những cái yếu tố quan trọng để mà giúp cho cái giải pháp đó nó phù hợp với một cái công trình là nhà máy, nhà xưởng. Thì Trefos Lighting là đạt nhiều chứng chỉ lắm, ví dụ như là IKEA 10/10, AB lên 65, 68, thậm chí có 69 luôn, đặc biệt là ATEX, chuẩn ATEX Zone 1, Zone 21 hay là Zone 2, Zone 22 thì đều được Trefos đạt được cái tiêu chuẩn như vậy. Giải pháp chiếu sáng của Trefos có hơn 14.000 dòng đèn khác nhau, từ led tuyếp, đèn led công nghiệp, từ led kháng quá chất, chống va đập, hay là led phục vụ cho những cái môi trường cực nóng cực lạnh, -40-45 độ C lên tới 75-80 độ C đều có thể sử dụng được, bởi vì cái nó được cấu tạo bởi một cái thiết kế rất là độc đáo. Thứ hai nữa là chất liệu được sử dụng là hoàn toàn cao cấp. Hầu hết các linh kiện của Trefos Lighting được sử dụng từ những nhà cung cấp lớn trên thế giới, ví dụ như là giám trong, ví dụ như là TCI, ví dụ như Osram, Philips. Thì khi đó thì sản phẩm được hoàn thiện hoàn toàn tự động tại nhà máy đặt ở Tunop City của Cộng hòa Séc. Thì từ đó sẽ ra một cái giải pháp chiếu sáng nó được hiện đại hơn, chất lượng hơn. Sản phẩm của Trefos Lighting có cái độ tuổi thọ lên tới trên 11 năm và đồng thời là được bảo hành 5 năm toàn cầu đổi trả cho toàn bộ cái công trình. Khi mà mình trở thành đối tác với Trefos Lighting thì anh chị cũng đã cộng tác với một trong những nhà sản xuất thiết bị chiếu sáng công nghiệp quan trọng nhất mà chúng ta có thể triển khai được ở thị trường Việt Nam. Thì hy vọng là nếu như anh chị có quan tâm đến giải pháp này, hãy liên hệ cho Eurosolar với số điện thoại là 0902 401 488, hoặc là truy cập vào website eurosolar.com/Trefos Lighting thì sẽ thấy ngay cái dòng sản phẩm này. Hoặc nếu anh chị có nhu cầu để tìm hiểu sản phẩm cũng như là có những dự án công trình cần được tư vấn thì bên em sẽ hỗ trợ là demo thiết kế ánh sáng lên bản vẽ để mà gửi đến các anh chị. Một lần nữa cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái video clip lần này và xin chúc các anh chị có một ngày làm việc thật là hiệu quả và thành công cùng với Trefos Lighting nhé. Xin chào. Đúng phát sáng.